Giờ mình sẽ pha chế nước chấm để ăn lẩu hải sản kim chi nha mọi người. Đây là sả tế của Đài Loan. Ở bên đây thì người ta ăn lẩu là người ta ăn bằng cái sả tế của Đài Loan nè. Đó, với sả tế của Đài Loan. Bây giờ mình sẽ khui. Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay là ngày nghỉ. Ngoài trời thì mưa bão. Nên mình có suy nghĩ là mình cũng đang vừa thèm lẩu hải sản kim chi. Nên mình sáng sớm mình đã đi chợ và mua một mớ đồ để về nấu lẩu hải sản kim chi. Giờ mời mọi người cùng ăn lẩu với mình nhé. Đây là bắp và củ cải đỏ để nấu cho nó ngọt đó mọi người. Và nếu mà nói về lẩu hải sản kim chi á, thì không thể nào mà thiếu kim chi được nha mọi người. Đây là kim chi Hàn Quốc. Và còn đây là tôm càng xanh. Đây là tôm càng xanh đó mọi người. Tôm càng xanh của Việt Nam mình đó. Hôm nay mình đi chợ mình đã mua được cái loại tôm này. Và mực. Mực đó mọi người. Đây là mực. Thêm một phần gia vị nữa là cái con gì tự nhiên mình quên, là con sò nè mọi người, và bánh gạo của Hàn Quốc và xúc xích. Bánh gạo là người ta kêu bằng bokki bố gì đó của Hàn Quốc mà rất là nổi tiếng đó mọi người. Kèm theo một mớ rau xanh để ăn lẩu và một trái cây nó giống như là mặn của Hàn Quốc, nhưng giống như là mặn của Hà Nội nhưng mà không phải nha mọi người. Nó làm bên đây là người ta kêu bằng hồ lũng cò gì đó, ăn rất là ngon, ngọt ngọt mà chua chua, rất là ngon, rất là đặc biệt nha mọi người. Cái trái này rất là ngon. Và kèm theo cái nước chấm mà hồi nãy mình đã pha đó mọi người. Nước chấm nó bằng sả tế, rất là ngon. Nó kèm theo cái chén của mình đã xin về Việt Nam lấy qua đây. Cái chén có hai bà ông Tiên và bà Tiên đó. Giờ mời mọi người cùng ăn lẩu với mình nhé. Mời mọi người cùng ăn nhé. Mình bỏ một cái con tôm này vô bên chín cho mình ăn mọi người. Hồi sáng giờ chuẩn bị đồ ăn thật sự là quá đói luôn. Đói mà cái bụng mình nó kêu ọt ọt luôn đó mọi người. Đây là thịt người ta đã lát mỏng sẵn này nha mọi người, ăn rất là ngon. Bên đây rất là tiện lợi. Và đây là một mớ thịt nạc. Mình bỏ vô cho nước nó ngọt. Bỏ vô một mớ rau. Mình rất là thích ăn cái rau này nè. Hình như làm bằng đậu hay gì đó mọi người. Ở bên ngoài trời mưa rồi, không biết mọi người có nghe rõ không. Ngoài mưa lớn mà mọi người, hình như cái tháng này trở lên là cứ mưa suốt mà mọi người. Tháng này vừa mưa mà vừa lạnh nữa, trời thì ngoài cũng hơi lạnh lạnh rồi. Tháng này trở lên là bên này đông cực lắm, mưa suốt. Trời này mà ăn lẩu hải sản kim chi thì sướng luôn mọi người. Nước thì mình nêm nó ngọt ngọt và chua chua. Để được cái có cái rau cái kim chi đó đó, nó chua chua ngọt ngọt rất là vừa ăn. Cộng thêm mình bỏ nguyên liệu là thịt cầm đồ vô quá trời nhiều nên ăn rất là ngon nha mọi người.
chấm người xa xả rất là ngon, xả tế rất là ngon. Thịt mỏng á, mình để vô một chút là nó sẽ chín thôi, mình đừng có để cho nó chín quá thì ăn cơm chắc đã chín rồi nó ngon rồi. Giờ mình để ra đây cho nó nguội để mình ăn chứ giờ nóng quá ăn không hả? Cho một con vô đó đi, để một bát mình nữa ăn. Hình như là lạnh là mưa xuống mà không có nắng được nữa. Con sò nấm rồi mọi người, nấm này ăn rất là ngọt, nấu với lẩu ăn rất ngọt rất ngon. Bột gạo, cái gì? Bánh gạo rất là ngon nha mọi người. Ăn dẻo dẻo mà hình như người ta có nêm nếm gì á, ăn rất là ngon. Ngày xưa Việt Nam mình người ta đi bắt tôm á, tôm này rất là nhiều, thấy rất là thèm, nhưng mà ngày xưa cũng gia đình cũng nghèo nên đâu có tiền đâu để mua ăn mọi người. Thấy những người ta ăn tôm thầy thèm ơi là thèm luôn. Nhưng mà ngày xưa về gia đình mình cũng đông anh em mà, rồi gia đình cũng mần ăn thất bại nên nghèo lắm mọi người ơi. Muốn ăn cái con tôm cũng đâu không làm gì có tiền mà mua nổi để ăn. Và bởi vì giờ mình thèm thì mình nhớ là ngày xưa mà khổ cắt gì đó, mình thèm mình cứ đi mua mình ăn mà mình cũng không có giàu có gì. Nhưng mà bây giờ cũng có đi mần được, có tiền rồi nên thèm cưa cái gì thì cứ ăn đi để nhớ. Nhớ ngày xưa thèm có con tôm này nè mà không có tiền để mua ăn, rất là nghèo. Mực chín nè mọi người, để đây cho nó nguội mình mới ăn được cái gì ăn. Bóc luôn nè, tay mình rửa ghế rửa sạch này. Con tôm gạch như gì nè mọi người, quá trời ngon luôn, gạch không rất là ngon. Đây gạch không luôn, ngon quá trời ngon luôn. Là con tôm này, con tôm ăn vô béo ngậy nha mọi người nè, mọi người gạch không luôn, ăn cứ ăn vô thì xứng đáng đồng tiền luôn, béo ngậy. Trong cái đầu nó vẫn còn gạch mình múc ra, ngon quá. Cái đầu gạch không, đây nè mọi người, con tôm quá trời ngon, thịt không
Đang thèm. Mình nên gỡ phần này ra mà phần này chập chân. Cái nước của gia vị nó nha, ra thơm cái mùi bắp bắp luộc nữa mọi người. Cái nước gia vị của thịt nó ra nó ngọt ơi là ngọt luôn á. Cái thịt ba gỏi này nè, người ta lắc lắc mỏng mỏng á, ăn rất là ngon, ăn với keo được rất là ngon. Kim chi mình đi ăn lẩu buffet mình thích nhất cái món rau này nè. Nó hình như là cái món rau này nó giống như giá vậy đó mọi người, giống như giá vậy đó, ăn nó thịt thịt ngon. Mực ngon quá. Kim chi nấu với trắng. Trời ơi, đang thèm ăn nó đã gì đâu mọi người, vừa thèm mà vừa đói nữa. Ăn nó đã gì đâu. Ăn lẩu thì không thể nào thiếu được cái món Coca-Cola được. Quá trời ơi, gạch không trong đây mọi người. Gạch không luôn, đây mọi người. Ăn béo ngậy ngon ơi là ngon nè. Ui, quá trời đã luôn. Cái này là phần cứt của nó đừng ăn nha mọi người. Ăn không có được đâu. Mình phải múc múc ra mình ăn quá trời đẹp luôn mọi người. Ngon. Ngon ơi là ngon. Béo ngậy luôn mọi người. Gạch không luôn á mọi người. Ngon ơi là ngon nha. Ôi, béo quá là béo luôn. Bây giờ mình sẽ lấy muỗng múc cho mình ăn. Gạch tôm đó mọi người. Đây. Béo làm sao đâu mọi người. Béo mà ngon. Nước chấm xả tế mọi người làm cái nước chấm này ăn thử đi, rất là ngon. Ăn với lẩu hải sản ngon. Tôm nó vừa chín tới ăn rất là ngon, mà đừng có ăn nó mềm mà nó dẻo dẻo nó rất là ngon. Nhưng mà mọi người mà luộc tôm mà quá chín ăn nó dai nhắc, nó cứ ngắt ăn ngon. Nãy giờ mình quên bỏ mì vô. Đây là mì của Hàn Quốc đó nha mọi người. Mà bình thường mình mua về mình để trong tủ lạnh á, nhưng mà một gói thì mình ăn không có nổi nên mình bẻ ra nửa gói để mình ăn lẩu, còn nửa gói để khi nào mình muốn ăn thì mình sẽ ăn. Tại vì mì Hàn Quốc á, một gói rất là nhiều, rất là nhiều, một gói là cỡ hai người ăn mới nổi á, chứ một người ăn không có nổi đâu, nên mình bẻ ra nửa gói để mình ăn với lẩu, còn nửa gói thì để đó đi khi nào mình đi làm về đó, mình làm biếng nấu ăn hay là hoặc mình thèm mì đó, mình sẽ lấy lên mình ăn.
thịt ba gọi như nấm. Bên ngoài trời mưa lớn. Thời sự báo là mưa hết hết tuần tới tối thứ tư thứ năm gì mới là trời nắng. Thưa mọi người, mình ở trong cái nơi này thì mưa nhiều á, mưa nhiều hơn các nơi khác. Cái chỗ mà mình ở là nổi tiếng là mưa dầm đó mọi người, mưa dầm thấm đất luôn. Mà những nơi khác thì nó cũng đỡ đi, nhưng mà bên Đài Loan này thì nó thuộc về cái hòn đảo nên nó mưa bão xuống rồi mọi người. Nhưng mà những tháng mà tháng nắng chỉ được có vài tháng là nắng thôi, còn bắt đầu từ tháng này trở lên là mọi người đều mưa vừa lạnh, đi làm rất là cực mọi người, vừa mưa vừa lạnh nên đi làm cực lắm. Bên Đài Loan thì nó không có thời tiết, nó chỉ lạnh tầm 10 độ trở lên, 90 độ. Nó không có như Hàn Quốc thì lạnh lơ tí. Thành ra bên đây nó cũng không có đến nổi. Giờ cái nước này nó thấm lên rất là ngon mọi người. Nó ngọt. Nó thấm các gia vị rồi của nó vô nó ngọt ngay. Cọng mì Hàn Quốc á, nó to hết thường. Nó to mà nó ăn nó dẻo, nó dai dai, chứ không phải giống như mì của Việt Nam mình. Cũng không giống như mì Đài Loan, mì Đài Loan thì gói nhiều gói ít. Còn mình thấy mì của Hàn Quốc gói nào gói nấy to đùng. Một người ăn không hết. Thank you.
Giờ mình ăn trái cây nè mọi người. Cái trái cây này là kêu bằng bên đây hồ lõng cò, mà tiếng Việt Nam thì mình không có biết gọi là trái gì. Nó cũng gần giống như trái mặn của Hà Nội vậy đó mọi người, nhưng mà không phải, không, hình như là không ăn cũng na ná, nhưng mà nó rất là ngon. Nó ăn nó ngọt ngọt chua chua, mà cái thịt của nó rất là sao đó, rất là ngon, rất là đặc biệt. Mà hình như là mình thấy cái này là nhập từ USD đó mọi người, nên mình mua một trái gì là tầm 32 đồng, 33 đồng tiền đài, là hình như là 7, hình như là 25 ngàn tiền Việt Nam một trái đó mọi người. Cái trái này đây, ngọt mà không phải là ngọt gắt, ngọt ngọt chua chua. Cắn một cái là xứng đáng một cái mọi người, nó ngon gì đâu luôn. Mình bảo đảm chị em phụ nữ nào ăn vô cũng sẽ nghiện. Thật lòng luôn, chua chua ngọt ngọt mà ăn nó rất là ngon. Cắn vào một cái nó đã gì đâu. Mọi người ơi, giờ mình ăn cũng no rồi mọi người. Giờ mình xin kết thúc video tại đây nghe mọi người. Hẹn mọi người vào những video sau nhé. Nếu mọi người cảm thấy thích kênh của mình, hãy đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ mình nhé mọi người, để mình có động lực làm những video tiếp theo cho mọi người xem ha. Giờ bye bye, xin chào tạm biệt mọi người. Bye.